ca sĩ Linh Philip. Thuận là ca sĩ đúng không? Vâng, ca sĩ hết ạ. Vâng, hôm nay mới đón toàn ca sĩ luôn. Philip. Vâng, Philip. Quên mất tên Philip rồi. Đấy, ca sĩ Linh Philip. Và danh hài bé điểm. Danh hài tí phải cho chị cầm tờ giấy này ra. Cũng may các bạn ạ, đi ra sân bay này quên mất cái tờ giấy để đón ca sĩ. Các anh chị ở ngân hàng là MSB là hỗ trợ cho là cái bảng tên này nhá, chứ không thì tí nữa là ca sĩ ra là mình không biết mặt ca sĩ luôn. Danh hài bé điểm. Vâng. Không sao gì ạ. Qua thôi được. Cho em có gì không? Vâng. Con bác sĩ trẻ. Vâng, bác sĩ trẻ ba con bảo lấy nhau. Vâng, vâng. Chào các bạn nhé. Đấy, bọn mình đã bắt đầu là chuẩn bị công tác đón các ca sĩ đến từ hải ngoại nhé các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ là vì là cái lý do cầm biển báo nên là cầm biển đón nên là các anh bảo vệ các anh ý bảo ra ngoài này đứng. Đấy, bị nhốt riêng ngoài một cái khung này, thấy không? Thấy không? Đấy, nhưng mà mình đã chuẩn bị rất là chu đáo rồi, nhưng mà mình thử đi thử ở bên trong xem thế nào nhá. Rồi. Nếu mà bị đuổi ra lần nữa thì là cái này sẽ cất đi. Yeah. Khu trung tâm này luôn nhá. Đấy, đứng ở giữa luôn. Hiện tại là các anh bảo vệ là vẫn chưa nhìn thấy mình đâu. Thôi đi ra ngoài không còn tí nữa thì bị đuổi bị bắt để chết dở đấy. Cứ đi ra ngoài cái đã. Cất tạm cái này đi các bạn ạ. Tí nữa chưa 6 giờ hạ cánh mà bây giờ là gần 7 giờ rồi chưa thấy ra. Đi ơi, con bé nó phải đứng đây, nó chẳng có gọi mà đi ra ngoài đi nơi nào ấy, không đi này đâu. Và nó bảo là đi, chồng nó phải gọi đi ra ngoài hết rồi, không phải ra cửa này. Nó đứng nơi nào ấy. Anh đi ra, anh đi gọi mà. Anh ra đến nơi. Mình phải xử lý như này không thì là bị các anh an ninh là sẽ cho ra ngoài sân bay các bạn. Đấy, các anh đang an ninh, anh đang nhìn đấy. Tí nữa đây là gọi là cái lách luật. Khi nào mà mọi người ra cái là mình bắt đầu nghe này, nhìn nhá. Đây là đang ví dụ thôi. Đấy, tí nữa là các ca sĩ ra là bắt đầu là mình phải xử lý theo cái cách của mình ấy. Đứng ở vị trí trung tâm luôn nhá. Cho nhìn thấy chứ không là mấy ca sĩ đi mất thì mai là không có cái gì mà diễn nữa thì toang đấy.
ở nhà thì là cơm đã gọi là đặt rồi, hàng đã đặt rồi. Đấy. Đấy. May mà không bỏ ra đấy. Chứ bỏ ra bỏ ra toang luôn. Đấy, quên mất, đang nói dở là ở nhà cơm đã đặt rồi. Mà tí nữa mà không đón được các ca sĩ về mà gì ế mất cơm rồi cũng chết dở luôn các bạn ạ. Ăn rồi đi khắp sân bay, từ bấy giờ đi khắp sân bay kiểu như này. Đây đang đúng đây, sợ lạc đây, đang sợ lạc phải ghi giấy đây. Em ơi đứng đây thôi. Đây, đứng đây. Ca sĩ đâu, các ca sĩ đây, ba ca sĩ đây. Đó, giờ về đưa ca sĩ đi ăn uống ngay. Nhá. Về nhà chưa? Cứ đi chưa ra lại cứ đi rồi, lại cứ đi tiếp. Có hết bao quả. Mua một bó rồi. Một bó rồi. Giờ có người chẳng được. Anh những người nữa. Bao người được bó này. Đây các bạn thấy không? Mình mới mua bó hoa là đẹp xuất sắc luôn nhá. Có cả đèn nháy đèn nhiếc luôn nhá. Ôi là tặng mỗi người một cái chụp ảnh cho biết cái. Hôm trước là nhắn tin mình là bảo thuê cho ba em và mỗi em một bông hoa rồi. Bảo ba em à. Đây đón được các ca sĩ rồi các bạn nhá. Rồi bây giờ là mình sẽ đi
giả cái bó hoa này là hoa hoa mượn đấy chứ không phải là hoa ấy đâu. Bồi bạc thật. Cảm ơn nhá. Mặt đây. Mặt đây. Thôi về đây hết rồi. Đấy. Nhưng mà mượn hoa thôi thì đâu ra tiền mà mua. Có đi mượn à? Hả? Hoa cũng mượn. Mượn cả hoa này anh chán quá, chán quá các bạn. Hàng thì lấy mãi bây giờ. Bây giờ mới ra. Đâu rồi? Đâu rồi? Anh biết toàn đâu rồi. Đây đây đi đi ra này. Giờ là không có đánh lắm đâu, giờ bình thường mà. Được rồi. Ngon nhỉ? Hàng bị lạc. Sau 20 ngày là anh em mới gặp lại nhau mà cứ, mình cứ nghĩ là như kiểu là tầm 20 tiếng ấy. Anh về được 20 ngày rồi. 20 ngày rồi. Nhanh nhỉ. Về đâu sao? Về đâu? Mà anh Tiến mà đưa đi ăn bát phở nữa thì thôi xong. Ừ. Ăn cái gì đó phải ra hồn tí. Vì cơm đang đợi ở nhà. Hoa thì mượn. Cỗ đang đợi ở nhà đây đây cho tao đâu nhỉ? Xem đi đâu nhỉ? Xe đâu? Từ lấy cái gì nhá. Góc đầu kia thôi, góc đầu kia thôi. Ca sĩ mặc cái các ca sĩ mặc cái gì về mà không biết là nặng lắm các bạn ạ. Toàn bột ngô thôi. Bột ngô à? Khi đi thì không nhiều mà không về không nhiều. Ơ mà của ca sĩ Minh Linh đúng không ạ? Lúc ấy mà trong cái biển đón ca sĩ nặng quá các bạn. Cả sân bay thì nhìn không biết đâu này, mấy ông này đón ca sĩ nào. Thế giờ anh lại nghĩ ra cái biển ca sĩ. Được rồi. Hoa thì đi mượn các bạn ạ. Thì không kịp mua, hoa thì không kịp mua. Quả cát gì không đây? Hả? Quả có quả gì đâu? Đây các bạn ấy là một xe vali mà không có quả gì là hơi dở nhỉ? Đây đây quả đây đúng không? À còn quả gì linh mua cho anh đây đúng không? Để cất riêng ra cẩn thận đẹp. Rồi. Ok các bạn nhá. Giờ sẽ di chuyển về còn nhắn này. Nhà ăn cỗ đang chờ sẵn ở nhà rồi. Ừ. Lên xe. Nhanh đói lắm rồi. Đói điệp đó đây. Đâu rồi? À vẫn còn à? Ôi giời ơi, điệp vẫn còn điên nữa. Đấy nó đang cắt cái vẫn còn kìa. Cầm vali. Có một vali nữa. Con có nghĩa là đường này đúng không? Có vali đúng không? Có vali đỏ đỏ to anh đỏ. Cũng là giống kẹo ra đây. Ôi trời. Em đi kẹo cả hai mà nặng quá. Mình đi đâu? Đây. Đây khanh này vào đi. Vali ông vất thì rõ là nhiều rượu. Mình có gì đóng này đâu. Rồi này. Vali nhỏ ra cho vali to lên. Nào cái phải cuốn bánh thôi. Rồi, cho cái to vào đi. Quay nhanh xuống. Quay làm rồi. Rồi. Ui giời, khoai à? Hả? Ôi. Cái gì đây? Khoai cái gì đấy? Cái gì đâu? Để đây là ngô. Vali nhỏ vào đấy. Ngô ăn có lá đi. Ngô đem trong. Đây là cái mua dây đây đúng không? À, đúng đấy. À, mua dây đúng không? Cái này là ấy, cái đấy là để làm quà, không phải cho anh Tiến đâu anh ạ. Mua làm quà biếu bố vợ. À, cháu vợ anh ấy, hết sức bình tĩnh thôi. Chưa. Rồi, ok. May giờ anh đi 7 chỗ này. Ê đâu, 7 chỗ kia đâu? Rồi đi rồi, đi nhanh đi, bỏ lắm. Rồi đi ăn đi các bạn. Rồi về nhà. Anh vẫn đây ngồi đây làm tí rượu và bổ cho ngon nhé. Đây hôm nay là chiêu đãi anh em món vịt các bạn ạ. Vịt này là anh nuôi à? Nuôi chứ.
vịt đuôi các bạn. Đông trùng ấy rượu nhá. Rượu để tự vịt nhà nấu. Rượu để tự nấu, đây là rượu của Đông trùng Hạ Thảo đây, tự nấu. Vịt ở bên kia vịt nó đắt, một con vịt thì mua được 3 con dê. À không phải nhà, một đôi vịt là bằng 3 con dê. Nên là hôm nay là về đây bữa đầu xuống đặt chân xuống đất nước Việt Nam cái là vịt toàn vịt. Đấy, kèm theo là rượu luôn. Đấy, rượu Đông trùng. À là mới tinh đấy hả anh? Đấy, phải có tiếng kêu như thế chứ. Rượu thì là không bán được mấy thôi, bỏ ra uống các bạn ạ. Tồn kho hả anh? Rượu để càng lâu càng ngon. Alo. 5 năm nữa lại càng giá trị. Sức khỏe ơn tuyệt đúng rồi, vào làm chén đi. Chúc chuyến bay đáp cánh thành công tốt đẹp. Chúc may mà hạ cánh nó không bị lổ lốp. Cho cái đoàn viên. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, mai là đi nốt mấy chục đơn, không biết là 100 đơn hay sao. Mấy ngày nữa là nghỉ chứ, hả, gần Tết rồi. Nghỉ rồi, mốt ngày mai nghỉ rồi. Xem không kịp. Đấy. Rồi ai thì cũng phải bán hàng online thôi. Đấy. Như dân là thế. Nên là tí anh em cũng phải học bán hàng online. Phải học. Đúng rồi, phải bán. Học ở bên Angola là vẫn bán hả? Ở bên đây cũng bán hả? Anh Đông không về anh Đông không? Anh Đông hè mới về. Anh Đông hè vợ anh đẻ là anh về luôn. Mời có khi mời mọi người ăn xong là mình ăn cho tự nhiên đi nhỉ? Cho mời Tâm ăn. Không, để cho Tâm ăn, để cho Tâm cho mày quay ra đây tí. Máy quay cho đây tí để ăn gì anh? Để bảo với các bạn là Hùng về Việt Nam là hơi bị ngại máy quay đấy. Từ bấy giờ là chưa dám gắp thịt gắp tiếp gì cả. Thôi là bây giờ là xin phép mọi người là tắt máy đấy, để cho bé Điệp bé Điếc ăn có dám ăn đâu? Cười đấy, về Việt Nam xấu hổ ấy. Rồi, ok ăn xong. Rồi mời mọi người nhá. Và xin chào. Chưa cay tí đi xong rồi. Nó lót giả thì không để anh em okay. Chào đi, chào các bạn đi, quên à. Anh gì? Chào các bạn nhá. Đồng đều đi bán này. Chào lại à. Em chào xong rồi. 1 2 3 đâu. Anh chào xong rồi. Đó, 1 2 3 chào lại rồi. Chào các bạn. Đi. Tâm ăn đi.